Và ngay sau tai nạn thì chính quyền tỉnh Quảng Nam cũng đã bố trí xe cứu thương để đưa thi thể các nạn nhân về quê an táng tại làng Lương Điền, xã Hải Sơn, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị. Nhận được tin dữ, hàng trăm người dân đã đứng dọc hai bên đường làng chờ đoàn xe cứu thương đưa thi thể của 13 nạn nhân trở về quê hương. Vâng, cũng do các nạn nhân đều là người nhà và họ hàng thì có nhà gần nhau nên đã tạo nên một không khí tang tóc đau thương đến buốt lòng. Khoảng 10 giờ sáng ngày hôm nay 30 tháng 7, đoàn xe cứu thương của tỉnh Quảng Nam đã về đến thôn Lương Điền, xã Hải Sơn, đưa 13 nạn nhân xấu số về quê. Người nhà của các nạn nhân không kiềm chế được cảm xúc, ùa đến để nhận dạng các thi thể. Những tiếng nức nghẹn, tức tưởi vang cả khu vực khi nhân viên y tế mở cửa ô tô. Nhiều người quá đau đớn đã ngất xỉu và phải có sự chăm sóc của các bác sĩ. Vụ tai nạn thảm khốc đã biến ngày đại hỷ thành đại tang của cả xã nghèo. Trong căn nhà nhỏ cấp 4 của gia đình chú rể Nguyễn Khắc Long, bốn chiếc quan tài đặt cạnh nhau kèm tiếng khóc khiến cho những người chứng kiến cũng không ngăn được nước mắt. Giạp cưới cũng được dỡ bỏ để thay bằng giạp đám ma. Chính quyền địa phương tạm thời hỗ trợ khẩn cho mỗi nạn nhân bị mất là 3 triệu đồng và bị thương là 2 triệu đồng. Theo người dân địa phương thì gia đình chú rể Nguyễn Khắc Long có hoàn cảnh cũng khó khăn. Bố của anh Long không may qua đời vì tai nạn cách đây khoảng 10 năm. Khoảng 5 năm nay thì anh Long vào Bình Dương lập nghiệp và quen biết, sau đó quyết định đi đến hôn nhân với người vợ hiện tại. Sau 2 năm tìm hiểu nhau thì anh Long và cô dâu tổ chức lễ cưới tại Bình Dương vào ngày 22 tháng 7. Ngày hôm nay 30 tháng 7 thì hai người dự định cưới ở nhà cô dâu tại Bình Định và ngày 2 tháng 8 thì cưới ở nhà chú rể. Và ngoài gia đình chú rể thì còn có những cái trường hợp thương tâm khác trong cùng gia đình tử nạn như là vợ chồng ông Nguyễn Khắc Nguyên, bà Nguyễn Thị Gái, hai anh em ông Nguyễn Khắc Bình, Nguyễn Khắc Mỹ và tất cả đều là người trong dòng họ Nguyễn Khắc. Do thương cháu có hoàn cảnh khó khăn từ bé nên khi biết cháu có tin hỉ thì nhiều người thân đã không quản ngại đường xá xa xôi để có thể đi đón dâu cùng với chú rể và không ngờ đã xảy ra thảm kịch này.